Đây là một chiếc vé về tuổi thơ mà mình đã mua được trên Shopee. Hẳn là các bạn thế hệ 9X đều quen thuộc với cái máy chơi game cầm tay này. Nhưng mà cái này không phải chỉ là máy chơi game mà nó còn là ốp lưng nữa đó. Ốp bằng nhựa cứng khá là dày nên lúc đầu gắn vào thì nó cũng hơi khó một chút. Nhưng mà gắn vô rồi thì cầm khá là đầm tay và cũng không sợ camera bị chạy. Chưa sạc pin hàng gì mở hoài không lên. Sạc của nó là sạc Android nên cũng dễ kiếm thôi. Ta-da, lên rồi nè. Máy có 36 trò và chơi trò nào cũng thấy bồi hồi nhớ lại hồi còn nhỏ. Hồi xưa mình là mê nhất Super Mario, chơi ngày ngày đêm đêm luôn á. Xong mình còn mua cho thằng em mình một cái máy chơi game trắng đen nữa. Cái này cũng hoài cổ không kém ha. Mà nó rẻ lắm, chỉ có khoảng 80-90 ngàn vậy thôi à. Dễ thương ha.